Kính chào quý vị và các bạn đang đến với những thông tin mới nhất liên quan đến đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam tại New Zealand. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh để luôn nhận được những thông báo mới nhất, hot nhất về bóng đá Việt Nam mỗi ngày tại đây. Mới đây thì chủ nhà New Zealand đã có những báo động đỏ liên quan đến thời tiết tại World Cup 2023 và ở đó thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có nguy cơ sốc nhiệt, cong cóng ở World Cup. Cụ thể thì theo tờ Stats, New Zealand sẽ phải trải qua mùa đông dày đặc khi đang tổ chức giải vô địch bóng đá nữ thế giới với Australia từ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 20 tháng 8. Với 16 đội thi đấu vòng bảng ở quốc gia này, các cầu thủ và người hâm mộ đến thăm sẽ phải nhanh chóng thích nghi với thời tiết nổi tiếng là khó lường. Bà Lisa Murray, người đứng đầu bộ phận truyền thông thời tiết của Met Server cho biết: "Chúng tôi đang trải qua một đợt lạnh và mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Bạn sẽ thấy rất rõ điều này khi nhìn những người đi đường. Đây là một cú sốc đối với người New Zealand. Tuy nhiên, những vị khách yêu quý của chúng tôi đừng quá lo lắng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này chắc chắn sẽ là trở ngại với các đội bóng nữ, đặc biệt là những đại diện đến từ vùng khí hậu ấm áp hơn, chẳng hạn như Philippines, Costa Rica, Zambia hay là cả đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam hiện tại đang ở Auckland. Theo như tính toán thì các cầu thủ thuộc các đội bóng này có thể phải đối diện với sự chênh lệch nhiệt độ lên tới 30 độ C. Mặc dù các sân vận động được diễn ra các trận đấu đều có mái che và có thể ngăn tuyết rơi xuống, nhưng rất hiếm khi tuyết rơi trong các trận đấu ở World Cup. Trong lịch sử của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kể từ giải đấu nam đầu tiên ở Uruguay vào năm 1930, khi được cho là có tuyết rơi, thì rất ít trận đấu được diễn ra trong những tháng lạnh giá nhất của quốc gia. Trên thực tế thì World Cup nữ 2023 cũng là giải đấu tiếp theo dành cho nữ được tổ chức tại Nam Bán Cầu. Theo đó thì nhiệt độ trung bình hàng ngày gần đúng nhất cho các thành phố được tổ chức vòng chung kết World Cup nữ tại New Zealand lần lượt là Auckland 7,7 cho đến 15,2 độ C, Hamilton từ 4 cho đến 14,7 độ C và Wellington 7,1 cho đến 13 độ C. Cuối cùng đó chính là Dunedin từ âm 0,7 cho đến 12,2 độ C. Như vậy là như những gì mà ban tổ chức cũng như là chủ nhà New Zealand đã công bố thì đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam sẽ gặp bất lợi cực kỳ lớn khi mà có nhiệt độ chênh lệch so với nơi ở lên đến 30 độ C. Đây là một môi trường nhiệt độ cực kỳ khắc nghiệt đối với các cô gái bóng đá Việt Nam khi mà chúng ta đến từ Đông Nam Á, một quốc gia đang chịu đựng một cái nắng mùa hè cực kỳ gay gắt lên đến hơn 40 độ C. Chính vì thế mà Huỳnh Như và các đồng đội tại World Cup 2023 này không những bị thiệt thòi về mặt là thể hình thể lực so với các đội bóng đến từ châu Âu, châu Mỹ. Ngoài ra thì chúng ta còn phải chịu một cái khắc nghiệt của thời tiết. Và đây chắc chắn là một thử thách cực kỳ lớn dành cho huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò. Nhưng mà không sao, thời tiết càng khắc nghiệt, mọi thứ đều càng muốn chống lại đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Việt Nam thì càng cho thấy chúng ta đang muốn vươn lên ý chí và lòng quyết tâm của các cô gái đến từ Việt Nam như thế nào và mạnh mẽ ra sao thì chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi xem. Trên đất New Zealand, trận đấu đầu tiên đó chính là cuộc giao hữu với đội tuyển quốc gia bóng đá nữ New Zealand vào ngày 10 tháng 7, sau đó thì chúng ta sẽ gặp đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Tây Ban Nha ngày 14 tháng 7. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ bước vào World Cup nữ 2023 với các trận đấu với đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Mỹ, đội tuyển quốc gia bóng đá nữ Hà Lan và đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha. Chúng tôi tin chắc rằng Huỳnh Như và các đồng đội sẽ biết cách làm thế nào đó để có thể cân bằng mọi thứ, làm được nhiều điều hơn, thể hiện một tinh thần dân tộc của quốc gia Việt Nam tại đất New Zealand. Quý vị và các bạn hãy chờ đợi để theo dõi. Sau tất cả thì những thông tin liên quan đến bóng đá Việt Nam, World Cup nữ 2023 sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại channel này. Quý vị nhớ là hãy đăng ký kênh.